Ngày 12 tháng 11 năm 2018 tại Hà Nội, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Vietinbank đã tổ chức lễ công bố các quyết định của Hội đồng Quản trị về công tác cán bộ. Đến dự buổi lễ có ông Lê Đức Thọ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Trần Minh Bình, quyền Tổng Giám đốc, ông Trần Kiên Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cùng các ông bà trong Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, các ông bà trưởng các phòng ban, đơn vị trụ sở chính Vietinbank. Tại buổi lễ, bà Trần Thu Huyền, thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc khối nhân sự Vietinbank đã công bố quyết định thành lập khối pháp chế và tuân thủ Vietinbank và quyết định kiện toàn mô hình tổ chức khối quản lý rủi ro Vietinbank. Theo đó, ông Nguyễn Đình Vinh, Phó Tổng Giám đốc, thôi kiêm giữ chức Giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp để giữ chức Giám đốc khối quản lý rủi ro Vietinbank. Hội đồng Quản trị cũng quyết định cho ông Phùng Duy Khương, Giám đốc khối bán lẻ hàm Phó Tổng Giám đốc, thôi giữ chức Giám đốc khối bán lẻ Vietinbank theo nguyện vọng cá nhân. Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị cũng công bố quyết định về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ giữ vị trí Giám đốc, Phó Giám đốc các khối của Vietinbank. Theo đó, Hội đồng Quản trị điều động, bổ nhiệm ông Đàm Hồng Tiến, Giám đốc Vietinbank Trương Dương giữ chức vụ Giám đốc khối bán lẻ Vietinbank. Ông Lê Duy Hải, Phó Giám đốc Vietinbank Ba Đình giữ chức vụ Giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp Vietinbank. Bà Đặng Thị Việt Hà, trưởng phòng chế độ chính sách tín dụng và đầu tư, khối quản lý rủi ro giữ chức vụ Phó Giám đốc khối pháp chế và tuân thủ kiêm trưởng phòng quản lý tuân thủ Vietinbank. Ông Nguyễn Huy Quang, trưởng phòng quản lý rủi ro tín dụng, khối quản lý rủi ro, giữ chức vụ Phó Giám đốc khối quản lý rủi ro, kiêm trưởng phòng quản lý rủi ro tín dụng đầu tư Vietinbank. Buổi lễ cũng công bố các quyết định của Hội đồng Quản trị Vietinbank về việc điều động, bổ nhiệm các chức vụ trưởng ban, thư ký Hội đồng Quản trị, các trưởng, phó phòng ban trụ sở chính, chủ tịch, tổng giám đốc công ty, giám đốc chi nhánh. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank Lê Đức Thọ đã chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm các vị trí trọng trách mới, đồng thời bày tỏ tin tưởng các cán bộ được nhận nhiệm vụ mới sẽ phát huy tốt năng lực, kinh nghiệm, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Tôi tin tưởng rằng làm việc với cương vị mới, đơn vị mới, môi trường mới thì các đồng chí sẽ phát huy tốt nhất khả năng thích ứng, sự hiểu biết, sự đổi mới, sáng tạo, nhanh chóng nắm bắt và triển khai hiệu quả công việc. Các đồng chí sẽ tiếp tục khẳng định được tầm ảnh hưởng, truyền lửa, truyền nhiệt huyết, dành trọn trái tim, trí tuệ, tâm huyết của mình để xây dựng tập thể nơi các đồng chí luôn chuyển đến, luôn đoàn kết, nhất trí, trên dưới đồng lòng, phát huy sức mạnh tập thể, vận hành bộ máy một cách thông suốt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, phát triển đơn vị an toàn, hiệu quả, bền vững, đúng định hướng, đúng chiến lược phát triển của Vietinbank. Và một yêu cầu rất quan trọng là các đồng chí có trách nhiệm cùng chung tay góp sức xây dựng phát triển đội ngũ nhân sự tại đơn vị nói riêng và đội ngũ nhân sự của Vietinbank nói chung. Và đây là năng lực cạnh tranh riêng có, tạo cơ sở để hệ thống Vietinbank của chúng ta tiếp tục chinh phục những đỉnh cao và thành công mới. Thay mặt các cán bộ được điều động bổ nhiệm, ông Đàm Hồng Tiến khẳng định sẽ tiếp thu, lĩnh hội và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Ban lãnh đạo, tiếp tục tận tâm, tận lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao để đáp lại sự tin tưởng và kỳ vọng của Ban lãnh đạo Vietinbank, góp phần xây dựng và phát triển hệ thống Vietinbank. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.